Nhanh tay dọn dẹp nào các con. Wow. Ủa, Bi đâu rồi? Chắc nó lại trốn trong hộp trên xe tải rồi. Anh đuổi theo đi. Nè, Bi. Chào cả nhà. Cả nhà mình cùng thơm mát nào. Robo có thơm mát được không mẹ? Mọi thứ làm từ vải đều cần Comfee hết con. Hãy cùng chào đón nhà Comfee đến Việt Nam.